Lại là một đường chuyền dài của Butubol. Bukayo Saka, Kai Havertz, Luis Dang đã mất phương hướng. Và đây là những gì mạnh nhất của Kai Havertz. Không cần di chuyển quá nhanh, những bước chạy chậm rãi nhưng xử lý thì lại cực kỳ tinh tế. Một đường chuyền xuyên tuyến. Cơ hội để dứt điểm, không vào, đá vào. Japepro đã di chuyển từ phía dưới lên và anh rất thuận lợi để thực hiện cú đá bồi này. Mite xuất hiện bên cánh trái chứ không phải là hành lang cánh phải như thường lệ nữa. Đó là một sự bất ngờ với hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Arsenal. Lại là một sai lầm của thủ Southampton. Kevin Shader, Kevin Shader, goal! Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến dành cho các thủ Brentford và người ghi bàn là Brent Ebobo cùng với những người đồng đội cũ. Một ngày sau khi hoàn tất bản hợp đồng đến với Al Ahly, thì Tony vẫn đang có mặt trên khán đài của G-Tech Community để đồng hành với những người đồng đội cũ của mình. Và anh đang được chứng kiến Brent Ebobo tỏa sáng để ghi bàn, giúp cho Brentford vượt lên trước Southampton. Dù vậy thì tất cả những cú dứt điểm nói trên đều không thể vượt qua được hàng thủ của Southampton. Lại là một sai lầm nữa rồi, và bây giờ thì ai sửa chữa sai lầm này đây? Đó sẽ là bàn thắng thứ hai dành cho Ebobo. 2-0 cho Brentford. Và nhân vật chính trong bộ phim đó mang tên là Brian Ebobo, cú đúp bàn thắng của cầu thủ áo số 19. Và tiếp tục là một sai lầm nữa đến từ hàng phòng ngự của Southampton. Liệu rằng Russell Martin có đang mang đến một triết lý bóng đá mà nó không thể được tiếp nhận bởi Southampton tại giải ngoại hạng mùa giải năm nay? Có bàn thắng thứ 3 rồi. Rất nguy hiểm. Tiếp tục là một tình huống nữa, nơi mà mảnh lưới của Southampton lại rung lên, và đó là bàn thắng được tính cho Joao De Wissa. Tác còn lại của anh trên hàng công là Joao De Wissa nổ súng. Tình huống ném biên sở trường của Jensen, một pha ném biên rất mạnh. Bóng tìm đến đầu của có lẽ là Roeslev. Sau đó thì Wissa lao cả thân người vào quả bóng để nỗ lực đưa trái bóng vào lưới. Ramsdale không thể ngăn cản ở trong tình huống này nữa. Dipling, Southampton vẫn đang cố gắng cho một bàn thắng. Rất tốt. Pha xử lý quá hay, và đó là bàn thắng dành cho Southampton để giúp đỡ tỷ số xuống còn 1-3. Cầu thủ người Nhật Bản Sugawara đã mang lại niềm vui, dù có vẻ như nó sẽ là quá muộn dành cho các cổ viên của Southampton trong trận đấu này. Bàn thắng đầu tiên của Southampton trong mùa giải Hoàng Anh 2024-2025. Và tác giả của nó là Sugawara. Một phạt của Telemans, một phát phối hợp, dứt điểm. Và bàn thắng đã đến với Aston Villa trong mùa giải năm nay. Không hề có lỗi việt vị của các cầu thủ Aston Villa. Đường chuyền được dành cho Jacob Ramsey, và sau đó cầu thủ này đã có được một pha căng ngang thuận lợi vào phía trong cho Amadou Onana. Tình huống phối hợp tấn công viên rất ổn của đội khách. Đánh đầu. Ở trong trận ra quân của mùa giải năm nay thì Deuren đã ghi bàn vào lưới West Ham, cũng là một bàn thắng quan trọng để giúp cho Aston Villa có được chiến thắng với tỷ số 2-1. Và đây cũng tiếp tục có thể là một bàn thắng như vậy của John Deuren. Deuren đã thoát đi khỏi sự truy cản của Okoli.
để rồi có được một tình huống đánh đầu hiểm hóc. Pha tạt bóng, bóng vượt trội trong những phút vừa qua. Mavidini qua người thành công, đưa bóng vào, qua ơi, Zidane vào. Tiên của Budanote tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, và cũng là bàn thắng đầu tiên mà anh có được cho đội bóng mới. Mavidini có công rất lớn trong tình huống này khi anh đã đột phá để tạo nên một tình huống tạt bóng vào phía trong, tạo ra sự hỗn loạn. Bogart đã bị vượt qua dễ dàng, và NED cũng là người đã nỗ lực phía bên trong để có được một tình huống chạm bóng. Buonanotte đơn giản là có một tình huống. Bằng vào, rất nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 dành cho Nottingham Forest. Một trong những chân sút tốt nhất của Nottingham Forest ở mùa giải năm ngoái. Có được một thế trận tốt hơn so với đối thủ, nhưng Nottingham Forest lại có được điều mà họ cần, đó là bàn thắng. Rất nguy hiểm, mà tỷ số được quân mình là 1-0. Khi mà chúng ta vẫn đang khen ngợi cú sút, thì Wolverhampton đã có lời đáp trả. Delegade đã có một pha ná đại bác từ xa. Và cùng xem lại tình huống này, tưởng chừng như sẽ không có sự nguy hiểm nào. Cú sút đẹp từ xa, một không! Tuyệt vời, bàn thắng của Bellup. Ipswich Town tiếp tục phát huy sở trường, đó là ghi bàn từ những pha sút xa. Cha của Liam Delap không xa lạ gì với những cổ động viên của giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Ông là Rory Delap. Robinson. Sự là Ipswich Town đã chơi kiên cố, chắc chắn. Thế nhưng sự bền bỉ của Fulham đã khiến cho Ipswich Town không thể nào đứng vững. Đội bóng áo xanh đã để thủng lưới trong cả 3 trận đầu tiên tại Premier League mùa giải năm nay. Một pha phối hợp cơ bản của Fulham. Đơn giản hơn nhiều. Và để mất bóng rất nguy hiểm, Erling Haaland. Bernardo Silva là người đã đoạt lấy nó, và Erling Haaland là người chấp thời cơ. Paqueta, số 10 của West Ham. Một pha bóng quá bất cẩn, và chỉ cần có như vậy một cơ hội trong một tình huống bóng sệt, và Erling Haaland đã có cú sửa lòng tuyệt vời để mang tới bàn mở tỷ số cho các cầu thủ Man City. Còn bốn hậu vệ của Man City, Bowen Gareth Bowen chạm vào chân của Ruben Dias, đổi hướng và khiến cho thủ thành Ederson không thể làm gì hơn. Đây là pha bóng mà Gareth Bowen đã quyết định không đi bóng theo hướng quen thuộc nữa. Trái bóng của anh hướng tới vị trí của Antonio. Willis. Rất hay. Erling Haaland. Haaland! Rất gọn gàng của Erling Haaland. Bóng ở trong vòng cấm được đưa tới cho Erling Haaland, và bàn thắng tới. Quá khó cho những thủ môn khi phải đối đầu với những quả đá như thế này. Cuối cùng thì bộ đôi hậu vệ của Man City đã có thể hóa giải thành công. Nunes. Matheus Nunes. Cơ hội dành cho Erling Haaland. Haaland.
West Ham đã không thể áp sát được với Nunes. Với một hệ thống dâng cao, đó chính là cái bẫy của West Ham. Họ đã tự mắc phải. Và Erling Haaland thêm một lần nữa trừng phạt đội bóng thành London. Koski, Jack Harrison đưa bóng vào. Goal! Pha xử lý bước một rất tốt bằng ngực và cú sút cũng rất gọn gàng. Ndiaye, Roy Magnell, Goal! Và sự nhạy bén trong khâu dứt điểm đã giúp Calvert-Lewin ghi bàn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại người đã có pha chọc khe hay nữa, đó là Dwight McNeil. Irobunam đi bóng, sau đó là sự hỗ trợ của Ndiaye. Và đường chuyền này của Dwight McNeil là xuất sắc để giúp cho Calvert-Lewin. Ouattara, một pha căng ngang nguy hiểm và bất ngờ đã đến. Bất ngờ dành cho cao thủ của Everton. Pha căng ngang một chạm thôi, một thoáng mà tập trung rất nhanh, được chuyền vào, đánh vào, những bài đánh biên của cao thủ bên phía Bournemouth đã phát huy hiệu quả. Ouattara và Sinisterra, những cầu thủ vào sân thay người đều là những cái tên đã kiến tạo. Và bây giờ người ghi bàn đó là Lewis Cook, một pha băng vào và đầu rất chính xác của số 4 bên phía Bournemouth. Sinisterra đã có một đường chuyền với điểm rơi hoàn hảo dành cho. Đường chuyền vào, đánh vào, không thể tin được, Bournemouth đang có được 3 bàn thắng so với 2 của Everton, không hề có lỗi việt vị của Sinisterra. Michael Keane đã bỏ quên phía sau anh, là một cầu thủ rất nguy hiểm. Và Sinisterra đã có thể thoải mái đánh đầu, một lần nữa làm rung mảnh lưới của Everton. Tin được không?